Hello mọi người. Đáng ra thì ngày hôm nay sẽ không có bất cứ một cái video hay clip nào được up lên. Nhưng chỉ vì, tất cả là chỉ vì tối hôm qua mình đã táy máy và lỡ bấm vào một chiếc video ở trên YouTube. Thế là từng lời nói, từng câu hát, giai điệu nó thẩm thấu vào trong tâm hồn và tâm trí của mình đến mức nó lọt thỏm vào trong giấc mơ của mình. Và đến sáng mình mở mắt ra, mình tiếp tục lải nhải những câu hát đấy. Vâng, chính là này anh yêu muộn tao em ta tự. Thế là cả ngày hôm nay từ sáng cho đến tận chiều mình đi học về, cái giai điệu nó vẫn tiếp tục lải nhải ở trong đầu mình, và mình cứ tự động hát lên, tự động buông ra những cái câu hát như vậy. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ hát để có thể chấm dứt được cái chuỗi lặp đi lặp lại lải nhải này của mình trong suốt cả một ngày. Mời các bạn đến với ta tự. Em chỉ thích trà sữa thôi, anh hãy mua cho em.